Mới đây, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2015 đã tổ chức chuyến đi từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng. Nam em ân cần thăm hỏi và trao quà cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy sự thiếu thốn của các em nhỏ. Cô hy vọng với những nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập cô mang đến sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn và động viên tinh thần cho các bé nhân mùa tự trường. Lan Ngọc vừa tung teaser dài 20 giây hé lộ những hình ảnh đầu tiên cô nàng tự tin mặc áo tắm quay MV Gái già tuyển phi công. Trong MV, Lan Ngọc tiết lộ cô hóa thân thành một phụ nữ 31 tuổi, muốn tuyển phi công trẻ, ngoại hình sáu múi. Người đẹp chia sẻ dù là diễn viên nhưng cô rất đam mê âm nhạc và hay hát để giải tỏa căng thẳng, lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Lan Ngọc tự nhận giọng hát của cô còn hạn chế nên đã tìm một ca khúc vừa sức để thể hiện. MV đầu tay của Lan Ngọc sẽ ra mắt trong thời gian tới. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 9 trên một đường phố tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Không hiểu do mâu thuẫn gì mà một người đàn ông đã liên tiếp giáng những cú đấm như búa bổ vào mặt và đầu của người phụ nữ đi cùng. Mặc dù có sự can ngăn của người dân xung quanh, nhưng tên này vẫn hành hung dã man, trong khi người phụ nữ chỉ biết cúi đầu chịu trận. Bức xúc trước hành vi bạo lực, một nam thanh niên sau đó đã lao vào và đánh tới tấp khiến cả đàn ông vũ phu ngã nhào xuống đường. Bất ngờ nhận phải trận đòn đầu, người này lầm cơm bò dậy và dời đi sau đó. Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, mặc dù giá heo hơi tăng cao, nhưng đa số các hộ chăn nuôi không còn nhiều heo để bán, do trước đó đa số đã treo chuồng vì thua lỗ. Mấy ngày qua, khi giá heo hơi vượt mức 5 triệu đồng một tạ, thì nhiều hộ đã bắt đầu tái đàn, khiến giá heo giống cũng tăng vài trăm ngàn đồng một con, lên mức từ 1 đến 1,2 triệu đồng một con. Theo thống kê, tổng đàn heo hiện có riêng của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là hơn 37.000 con. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt tái đàn khi giá heo đang tăng cao như hiện nay. Bởi đây chỉ là biến động thị trường, giá heo tăng khi nguồn cung đang thiếu hụt. Nếu tái đàn ồ ạt sẽ dễ rơi vào cảnh dội hàng ế chợ và có nguy cơ rớt giá thê thảm. Do đó, người chăn nuôi cần thận trọng theo dõi thị trường để có sự đầu tư phù hợp nhất. Cả chiều dài con sông Cái của hai huyện trên không còn nhìn thấy một màu nước xanh biếc như trước đây, mà hiện chỉ còn một màu vàng đỏ đặc quánh như máu, khiến người dân lo lắng. Tình trạng con sông bị đổi màu như trên rất hiếm xảy ra trong mùa khô nắng nóng, do không bị tác động bởi mưa lũ như hiện nay. Theo những người dân ở đây, nguyên nhân thực sự là bởi nạn khai thác khoáng sản ồ ạt trái phép nơi thượng nguồn. Mặc dù ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần báo động cũng như nghiêm cấm, thế nhưng hoạt động này vẫn diễn ra rầm rộ đã khiến con sông Cái Hiền Hòa phải gánh chịu hậu quả nặng nề như hiện nay. Ngoài việc ảnh hưởng đến môi trường, việc nước con sông ô nhiễm đã gây xáo trộn đến cuộc sống của người dân nơi đây, ảnh hưởng đến cả nguồn nước sinh hoạt của người dân thành phố Nha Trang, nơi hạ nguồn con sông. Thời gian gần đây, những ai đi qua tuyến đường nằm ở tổ 6, thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều lấy làm lạ và thắc mắc về ba trụ điện đứng gần giữa đường thế này. Thôn này cũng đề nghị với hội đồng các cấp rất nhiều lần, nhưng mà chưa được di rời. Bây giờ là theo tôi đề nghị là các ban ngành có liên quan là di rời mấy cây cột điện để cho đường giao thông đi lại nó dễ dàng. Được biết bà con nơi đây đã hiến 1,5 mét đất để mở rộng đường giao thông nông thôn dài khoảng 500 mét. Thế nhưng khi đường đã mở rộng, chính quyền địa phương lại không làm việc với công ty điện lực Phú Mỹ để di dời các trụ điện vào sát lề đường, nên mới xảy ra chuyện oái âm này. Đến nay, khi con đường đã hoàn thiện, người dân thôn Tân Tiến, xã Châu Pha vẫn đang chờ chính quyền địa phương và công ty điện lực Phú Mỹ sớm di dời các trụ điện bất đắc dĩ nằm gần giữa đường như thế này để giao thông được thuận lợi và an toàn. Là người dùng SIM 11 số, chị Thu Trang không khỏi băn khoăn khi được biết thông tin nhà mạng sẽ chuyển đổi SIM của mình về 10 số. Bởi số điện thoại hiện tại của chị đã được dùng để đăng ký với ngân hàng và nhiều giao dịch thanh toán điện tử khác. Mình cũng có một chút lo lắng tại vì thực ra thì mình cũng đã sử dụng rất là nhiều những cái dịch vụ đấy bằng cái số điện thoại 11 số của mình. Thì không biết là mình cũng rất là băn khoăn bởi vì không biết là nhà mạng có hỗ trợ mình những cái dịch vụ gì khác không trong cái việc là chuyển đổi. Rất nhiều khách hàng mà mình kiểu lâu ngày không liên lạc hoặc là các thứ ấy, thì cái việc sắp xếp lại danh bạ này, thay đổi lại cái số ở trong cái kho dữ liệu về khách hàng ấy, đó đang là một điều khá là bất cập. Không chỉ với dịch vụ tài chính ngân hàng mà rất nhiều dịch vụ ứng dụng nội dung trên nền internet như Facebook, Zalo, Viber, người dùng cũng phải cập nhật lại thông tin. Tuy nhiên, điều mà các thuê bao 11 số băn khoăn nhất chính là cập nhật lại danh bạ điện thoại.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng 60 triệu thuê bao 11 số sẽ được chuyển đổi trong đợt này. Thông qua ứng dụng MyVMPT, thì khi khách hàng tải cái ứng dụng MyVMPT này trên các chợ ứng dụng như là Google Play hoặc là Apple Store, thì ngay lập tức là các số 11 số mà đang lưu trong danh bạ khách hàng sẽ được tự động chuyển thành 10 số. Cái nhóm giải pháp thứ hai là dành cho những khách hàng mà chưa sử dụng máy điện thoại thông minh. Thế thì chúng tôi cũng có tổ chức những cái điểm, thứ nhất là cái điểm mà cung cấp dịch vụ lưu động cũng như là cái hỗ trợ lưu động tại những địa bàn, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu vùng xa. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng ứng dụng MyViettel, trên đấy có tính năng là giúp khách hàng có thể đồng bộ được danh bạ trên điện thoại của mình, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng sử dụng được các cái số liên hệ của mình mà không cần phải thủ công thay đổi các cái số liên lạc. Cũng theo thông tin từ các nhà mạng, ngoài việc hỗ trợ khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông cũng đã gửi công văn đến Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị thứ ba phát triển ứng dụng OTT để phối hợp hỗ trợ khách hàng cập nhật số điện thoại một cách thuận tiện nhất. Đây là không khí ngày khai trường diễn ra khá nhộn nhịp tại nhiều nơi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sáng nay. Tại vùng sông nước, việc học tập của các em còn nhiều khó khăn, thế nhưng niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt mẹ, cha và cả học sinh. Chính sự quan tâm đến chuyên học của các con từ các bậc phụ huynh đã giúp cho ngày tự trường ở những ngôi trường trên vùng lũ hôm nay đông đủ. Mặc dù là cái địa bàn ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, nơi cái trường đóng đó là ngoài vùng đê bao, nhưng mà cái không khí ngày khai giảng các em rất là phấn khởi, đi tham dự đầy đủ với cái trang bị rất là tốt, đồng phục nè, rồi đi cha mẹ dẫn đi đó, rất là háo hức. Hôm nay là buổi khai giảng, con rất là phấn khởi và con sẽ hứa học giỏi để mấy bạn lớp dưới noi theo. Thế nhưng bên cạnh niềm vui ngày khai trường thì cũng còn đó nỗi lo trong những ngày đầu năm học tại vùng lũ đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long. Ba em nhỏ này, hai ở tuổi mẫu giáo và một lứa tuổi tiểu học, được bà nội đưa đến nhóm lớp giữ trẻ của xã. Thời điểm bước vào năm học mới năm nay cũng là lúc lũ về, nhóm lớp thêm cả việc giữ trẻ ngoài giờ học ở trường. Có giữ trẻ gì là dân rất tốt, rất mừng, bây giờ lũ quá lũ rồi. Thành ra sợ vô nhà trẻ gì cho an tâm đừng đi mừng. Tại nhiều địa phương của đồng bằng sông Cửu Long, mầm non là cấp học có tỷ lệ ra lớp thấp nhất do số lượng trường lớp còn thiếu. Các nhóm lớp giữ trẻ cộng đồng đã góp phần vào việc cải thiện tỷ lệ trẻ ra lớp, đồng thời cũng giúp vơi bớt nỗi lo của nhiều phụ huynh về chỗ gửi trẻ an toàn khi phải bận việc mưu sinh mùa lũ. Mình phải qua vài cái đò nó cũng mới tới được cái điểm đó, cho nên sáng đưa tới chiều về phụ huynh mới rước được về. Nên phụ huynh rất là an tâm ba cái điểm giữ trẻ của địa bàn Phú Thượng B. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 40 điểm giữ trẻ cộng đồng, chủ yếu ở các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, nơi đầu nguồn đón lũ. Bước vào năm học mới, các địa phương cũng tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở trường lớp, gia cố các tuyến đường bị ngập lũ, sạt lở, tổ chức đưa rước học sinh để đảm bảo an toàn đi lại cho cả thầy và trò. Năm nay lũ về sớm, mực nước cũng cao hơn so với cùng kỳ. Nhưng hai tỉnh đầu nguồn là An Giang và Đồng Tháp đã giảm hẳn số điểm trường bị ảnh hưởng do lũ. Từ đây cũng tạo điều kiện để các em học sinh được cắp sách đến trường đúng ngày khai giảng cùng với không khí trên cả nước. Nâng các cái đoạn lộ lên để cho các em là đi học đảm bảo đúng theo cái lịch học, theo cái quy định của giáo dục cũng như là đảm bảo cái tính mạng cho các em. Cùng với việc đảm bảo đi lại an toàn cho học sinh, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, tổ chức các điểm trường lớp phù hợp với điều kiện vùng lũ, các địa phương còn triển khai nhiều chương trình khuyến học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả nhằm giải bài toán giữ học sinh trong mùa lũ, vốn là nhiệm vụ đầy khó khăn của nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được đến trường, không vì cái việc khó khăn về kinh tế, khó khăn cho đi lại của mùa lũ mà bỏ học. Cái việc thu các cái khoản tiền đầu năm đó có thể chia thành nhiều đợt để thu cho phụ huynh đóng góp được thuận lợi. Năm học mới đã bắt đầu, giữa bộn bề công việc ứng phó với lũ về sớm và lên nhanh, bên cạnh việc khắc phục những thiệt hại về kinh tế, sản xuất do lũ gây ra, các tỉnh vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long cũng đã và đang chuẩn bị tích cực cho năm học mới. Một năm học dẫu còn nhiều khó khăn, song vẫn đầy những tín hiệu lạc quan trong nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục,
toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hiện trường vụ rừng thông ba lá bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 270, lâm phần nằm trên địa bàn thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Bang quản lý. Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng đã mất ít nhất 45 cây thông tuổi đời khoảng 30 năm đã bị cưa hạ. Điều đáng nói, hiện trường vụ cưa hạ thông nằm sát khu dân cư, chỉ cách Ủy ban nhân xã thị trấn Nam Bang chừng 1 km nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Được biết tính đến nay, khu vực rừng thông này đã bị cưa hạ đến lần thứ 3, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được đối tượng để xử lý. Tuy nhiên, bước đầu xác định đây là nhóm hoạt động có tổ chức bài bản, mục đích triệt hạ rừng thông để chiếm đất sản xuất. Thì cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, phối hợp cùng công an địa phương điều tra xử lý. Vụ việc được camera an ninh ghi lại mới đây tại Bình Dương. Khi phát hiện một người chở nhiều đồ bị rớt xuống đường, người phụ nữ tốt bụng đã xuống xe và buộc lại hàng cho người này. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ đẩy chiếc xe vào lề đường thì người này lại đứng ngay giữa đường để ràng lại dây. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi một chiếc xe máy do đường trơn chạy tốc độ cao đã không làm chủ được tốc độ và tông thẳng vào cả hai xe. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 4 người bị thương phải nhập viện, 3 chiếc xe hư hỏng nặng.